Những tháng giáp Tết âm lịch, trộm chó mèo lại lộng hành ở nhiều vùng quê, gây mất an ninh trật tự và ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Phản ánh tại xóm chùa thôn Ốc Nhiêu xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, chỉ trong vòng 2 tháng đã bị mất khoảng 30 con chó. Người dân cho biết tình trạng mất trộm chó mèo ở đây diễn ra như cơm bữa, đặc biệt vào những tháng giáp Tết âm lịch, những tên trộm hành động bất kể ngày đêm. 5 giờ sáng ngày 12 tháng 12 năm 2015, hai tên trộm đã câu mất con chó của gia đình ông Chu Xuân Thủy trước sự chứng kiến của nhiều người dân. Hai thằng xe máy nó đi đấy nó đợi đội mũ bảo hiểm đây đeo khẩu trang. Nó là nó móc thì nghe đến ẳng một cái là chó cứ chạy theo xe nên trên quán mổ chó chuộc mất 900. Cách đây độ chục ngày đây cũng phải mất đến chục con hơn chục con. mất mất chó thì này gì không? Nó nhảy nó lấy hết cả chim cả gà. Chiều tối ngày 3 tháng 1 năm 2016, lợi dụng lúc gia đình ông Chu Văn Chính sơ hở, trộm đã vào phá tường rào, phá cửa chuồng, bắt đi bốn con chó. Nó vượt qua cái cổng kia là nó vào, thế nó đập chuồng ra nó bắt mất bốn con chó. Trước kia cũng đã bị mất chó, mất chó rồi mất mô tư ở đây này, mất rồi. Như quá trình là sau khi mất là tôi đã tìm được và giao cho công an xã. Nhưng mà sau rồi thì thực ra ở đây rồi nó cũng đổ vào đấy. Mới đây, ngày 8 tháng 1 năm 2016, có tới 4 gia đình trong xóm bị mất trộm chó là gia đình bà Tốt, bà Điệp, ông Hánh và ông Hiến. Tính từ tháng 11 năm 2015 đến nay, xóm chùa đã mất khoảng 30 con chó. Nguyên nhân là do địa bàn thôn có đường liên thôn, giao thông thuận lợi, nhiều hộ dân nuôi chó và cung cấp chó giống nên các đối tượng trộm cắp thường hoành hành ở đây lực lượng công an xã không quan tâm đến bảo vệ gia súc gia cầm tại địa phương. Theo người dân cho biết, các tên trộm gồm cả người địa phương khác và một số thanh niên trong thôn. Địa bàn hoạt động của chúng không chỉ bó hẹp trong thôn ốc nhiều mà cả các thôn xã lân cận. Điển hình thời gian qua, đối tượng Nguyễn Văn Giỏi, chú tại thôn Ốc Nhiêu, khi trộm chó tại thôn Mễ Hạ, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, đã bị người dân bắt được và giao cho công an. Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp hy hữu bắt được trộm, còn hàng chục vụ trộm khác, dù người dân nhìn thấy chó nhà mình bị câu nhưng không thể làm gì do chúng phóng xe rất nhanh. Trường hợp mất chó mèo là vẫn kéo dài những năm nay bắt đầu lại nổi cộm rất nhiều. Kể cả ban ngày ban đêm bất chấp một lúc nào, có báo rồi không giải quyết được cái gì. Thì thôi đành nhiên thì chấp nhận mất thì là mất. Được biết, Ban Công an xã Đồng Than có 16 người với một trưởng và hai phó công an. Trong đó, thôn Ốc Nhiêu có 3 đồng chí phụ trách trong khi chúng tôi muốn tìm hiểu về vai trò của lực lượng công an xã trong đảm bảo an ninh, nhất là trước tình trạng mất cấp, gia giúp gia cầm thời gian qua thì không nhận được sự cộng tác. Mong ngóng của người dân về việc dẹp bỏ nạn trộm chó chưa biết đến bao giờ được hồi đáp.